Ngày 5 tháng 8, các cơ quan tỉnh Bình Dương vẫn đang theo dõi vụ tranh chấp lao động xảy ra tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Sinh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Đến nay, công ty Hoàng Sinh đã chi trả 2 tháng lương và công nhân đã đi làm trở lại. Công ty này cam kết sẽ trả đủ 2 tháng còn lại cho người lao động trong tháng 8 năm 2024. Đáng nói, doanh nghiệp này còn chậm đóng bảo hiểm xã hội thời gian kéo dài. Theo các công nhân, dù công ty trừ tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng, nhưng lại không đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội, dẫn đến việc người lao động không được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quyền lợi. Do đó, công nhân ốm đau sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế, thậm chí có người không dám đi khám bệnh vì không có tiền. Không có bảo hiểm, thành ra cũng không có dám đi khám bệnh, bởi vì tiền lương không có mà mình đi khám bệnh bình thường, khám bệnh đơn giản bình thường thôi là cũng hết 300 đến 500. Nên là không có tiền, thành ra không có ra đi khám bệnh được, cũng chỉ lo bệnh bình thường. Chứ bệnh nặng là chúng tôi rất rất khổ, bởi vì mua bảo hiểm ở ngoài thì mình người ta nói là có số bảo hiểm rồi. Đi khám bệnh bảo hiểm nó không đóng là đi khám bệnh nó cũng không có được. Thành ra như đi khám bệnh về thì đòi giấy này giấy kia giấy bác sĩ rồi này nọ, thành ra đã ví dụ như mình không có tiền mà đâu có đi khám được đâu. Công nhân cũng rất là bức xúc, anh em chúng tôi cũng khổ. Bây giờ tiền bạc thì không có, bệnh mà đi khám bệnh không được. Tiền bảo hiểm của công nhân thì nợ giờ 15-16 tháng mà chưa có đóng được đồng nào hết trơn, rồi công nhân không có tiền, rồi thêm nữa là đi khám bệnh thì không được, mà đem tiền về đem giấy tờ về cho mà công ty á, thì cũng 3-4 tháng sau mới nhận được số tiền sống này, rồi thêm là đói, rồi thêm lại là không có tiền để đi sinh hoạt hàng ngày, rồi tiền trọ thì không có nữa, thì như nhà trọ nhầm chỗ á, thì thương xót á, thì nó chỉ nhắc nhở lưa tiền trọ, còn không chỗ nhầm chỗ á, thì nó kêu á, thì cuốn đồ ra đi. Theo cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Sinh chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ tháng 4 năm 2023 đến nay, số tiền còn đóng thiếu là 26,2 tỷ đồng. Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cũng đã làm việc đôn đốc nhiều lần nhưng công ty này vẫn chưa thanh toán. Do đó, các cơ quan chức năng đang phối hợp theo dõi và đưa ra hướng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng sẽ giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân của doanh nghiệp này.